có thể nói điều này không thể nào mà thở ơ trên những diễn biến mà chúng ta đang thấy nó tác động trực tiếp không chỉ đến nền kinh tế mà ngay chính trong sự chi tiêu và cái bao tử của từng gia đình người Mỹ công việc chúng ta nói riêng các nhà lãnh đạo ngân hàng lớn ở tại Hoa Kỳ đã cảnh báo lạm phát đang ở mức cao và Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kiềm chế theo UPI cho biết trong phiên điều trần với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ Viện và Chen, Tổng Giám đốc Ngân hàng Citigroup, dự báo người dân và doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi ngân hàng trung ương của Mỹ FED tiến hành liên tục tăng lãi suất như vậy. Bà cho biết chúng tôi rất lo ngại về mức giá cao mà người tiêu dùng đang phải đối mặt ở Mỹ và không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới bởi vì hiện đồng đô là đồng chính ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế trên hành tinh này. Bình luận của bà đang được đưa ra chỉ vài giờ trước khi FPD đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,75% lên 3 đến 3,25% nhằm chống lại mức lạm phát cao kỷ lục trong 40 năm qua, theo báo chí cho biết như vậy. Nhưng điều thực sự các nhà kinh tế nhìn thấy ở đây việc tăng lãi suất của FPD không chỉ đơn giản là việc kiềm hãm về lạm phát, tuy nhiên sự thật đằng sau không phải là như thế. Nền kinh tế sẽ lại càng bị suy si sụp hơn khi mức độ lạm phát tăng cao và cụ thể số tiền lời lại tăng cao nữa. Và rồi đây những người đầu tư bất động sản mua nhà mua đất đang phải cầm cố những gia tài của mình và phải chi trả những lãi suất hàng tháng và số lãi suất đó ngày càng không thấy dừng lại mà chỉ lên lập đỉnh mà thôi. Và liệu rằng sắp tới đây cả bất động sản của Hoa Kỳ có thể trụ vững được khi bài học nhãn tiền của tập đoàn Evergrande ở tại Trung Quốc đã suy sụp trong năm vừa qua và sắp tới đây lại càng nhiều tập đoàn lớn nữa giống như một cú đổ domino vậy. Bà này nói rằng đây là lần tăng lãi suất thứ ba liên tiếp của FED khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ CPI đã tiếp tục leo thang vào tháng 8 2022. Chính sách kiềm chế lạm phát của Mỹ sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và các nước khác và nhận định như vậy. Ngoài bà Razor, và Chen, phía điều trần có sự hiện diện của các tổng giám đốc của các ngân hàng như US Bank, Bank of PNC, Bank of America. Họ cảnh báo về nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đó là theo hướng bẻ lái của họ cho dân chúng chỉ truy về giữa cuộc chiến của một quốc gia không phải tại hoa kỳ mà lại làm ảnh hưởng đến nền kinh tế hoa kỳ tuy nhiên lý do chính không phải nằm ở đó mà còn do sự vận hành và sự lèo lái của chính họ những người đang cầm cân nảy mực làm tác động trực tiếp đến nền kinh tế của tại hoa kỳ nói riêng và kinh tế toàn thế giới nói chung Ông Andrew, tổng giám đốc US Bank cho biết, nhiều người dân thu nhập thấp đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Họ cần phải tiết kiệm hơn để chi trả nhiều khoản tiền trong cuộc sống của họ, ông nói như thế. Dù vậy, bà Chen cho hay, nhiều người dân Mỹ biết cách tiêu dùng thông minh nên có số dư nợ thấp và cuộc sống ổn định. Nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngay cả những nhà kinh tế giỏi và sáng suốt nhất cũng đang phải phân vân về phương pháp chống chọi với tình trạng lạm phát hiện nay và rồi nhiều người đang lo ngại không biết rằng sự cầm cự này sẽ tồn tại được bao lâu và một nền kinh tế suy sụp mà suy sụp kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại có thể sẽ xảy ra hay không thì những diễn biến đang xảy ra chúng ta có thể thấy được một cơn bão đang đến thì luôn có những dấu hiệu của nó và khi nó ập đến thì chúng ta không thể nào sở tay kịp. Hơn 4 triệu người đã bỏ việc ở Mỹ mỗi tháng trong năm và xu hướng này sẽ không sớm dừng lại, theo CNBC cho biết. Theo báo cáo của McKinsey and corporation. Khoảng 40% người lao động Mỹ có ý định nghỉ công việc hiện tại trong 3 đến 6 tháng tới và dữ liệu được thu thập từ khoảng là 13.000 người trên toàn cầu. Trong số này có 6.294 người Mỹ kể từ tháng 2 đến tháng 4 2022. Bà Bonnie tác giả báo cáo cho hay, đây không phải là một xu hướng đã qua hay là thay đổi xuất phát từ đại dịch tâm lý của người lao động đã có một bước chuyển đổi lớn và họ sẵn sàng ưu tiên cho những yếu tố khác trong cuộc sống thay vì công việc. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại tình hình năm 2019. Khi nói đến thôi việc, mọi người thường tập trung vào nguyên nhân chẳng hạn như là lương thấp, ít cơ hội thăng tiến hay lịch trình làm việc không linh hoạt. Tuy nhiên, chúng ta ít chú ý đến câu chuyện diễn ra sau khi người lao động rời công việc cũ. Theo khảo sát hơn 2.800 người ở 6 quốc gia gồm có Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Ấn Độ và Anh, để giải đáp câu hỏi này, gần một nửa 48% trong số đó đã theo đuổi các cơ hội mới trong các ngành khác nhau. Bà Bonnie nêu hai yếu tố thúc đẩy khuynh hướng này kiệt sức do đại dịch và tìm kiếm cơ hội trả lương cao hơn trong thị trường lao động eo hẹp. Nhiều ngành mất nhân sự nhanh hơn những ngành khác hơn 70% người lao động bỏ việc trong lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ và tài chính cũng như là bảo hiểm. Trong khi đó, con số được ghi nhận ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục là 54%. Một số người lại bắt đầu công việc kinh doanh của riêng hoặc là theo đuổi ngành nghề phi truyền thống trong số những người bỏ việc mà không có công việc mới thì gần một nửa tức là 47% chọn quay trở lại lực lượng lao động nhưng chỉ 29% quay lại công việc truyền thống và toàn thời gian mà thôi. Theo cuộc khảo sát vào hồi tháng 3, đối với 600 nhân viên của Mỹ đã tự nguyện nghỉ việc mà không có công việc mới. Số 18% còn lại thì có việc làm mới nhưng làm ít giờ hơn qua các công việc tạm thời và độc lập hay bán thời gian cũng như là có những người khác mở doanh nghiệp riêng cho riêng mình. Thế như bà Bonnie nói rằng người ta nay không còn chấp nhận các xếp tệ hại hay môi trường làm việc tệ hại nữa vì người ta có thể bỏ đi và tìm các cách khác để mà sống mà không phải trong hoàn cảnh tiêu cực. Hiện có nhiều cơ hội kiếm việc làm hơn bao giờ hết qua sự giao kết ngày càng chặt chẽ giữa mọi người. Đó là theo con số thống kê. Nhưng nhìn vào vấn đề khủng hoảng kinh tế hiện tại và những thay đổi trên thị trường, đời sống kinh tế càng lúc càng khó khăn hơn. Và chúng ta thấy tình trạng trộm cướp cũng như là cướp phá càng xảy ra nhiều hơn. Đó là dấu hiệu cho sự suy thoái và kinh tế và bất ổn cho nền kinh tế cho từng gia đình. Và đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho từng gia đình gốc Việt chúng ta nói riêng. thực sự mà nói chưa bao giờ nước mỹ như vậy một đám người rất đông đã kéo đến một tiệm tạp hóa seven eleven ở los angeles và lấy đi nhiều đồ đạc phá tanh bằng cửa tiệm luôn thời kỳ cuối được hoàn thành nên tội ác lên ngôi và tội phạm sẽ kéo đến nhiều thành phố nơi mà mỗi người chúng ta ở và liệu rằng những sự việc này nếu xảy ra ngay cửa tiệm chúng ta kinh doanh thì hỏi rằng cuộc sống sẽ ra sao. Không chỉ ảnh hưởng đến những người kinh doanh mà cả chúng ta những người đang cần những mặt hàng như vậy và các cửa hàng này nếu không còn hoạt động nữa và hàng loạt đóng cửa thì sinh hoạt đời sống sẽ ra sao. Như chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua Walmart và Target đã đồng loạt hủy hàng tỷ đô la đơn đặt hàng. Theo thường lệ thì cuối năm và mùa lễ là mùa mua sắm cao điểm nhất trong năm. Câu hỏi đặt ra là vậy tại sao họ lại hủy đơn không mua nhập hàng? Phải chăng họ biết kinh tế những ngày tháng gần sắp tới sẽ ta tua? Và chẳng còn ai có tiền để mà rủng rỉnh mua sắm nữa hay không? Ngay trung tâm thành phố San Francisco, Cleveland và Portland đã chứng kiến hoạt động giảm gần 50% khi tội phạm tăng vọt ở các thành phố do đảng dân chủ điều hành buộc công nhân, khách du lịch và chủ nhà phải rời đi. Những sự kiện chưa bao giờ chúng ta thấy đang diễn ra tại Hoa Kỳ khi các chủ trang trại nuôi bò theo sự đang tiếp tục hoảng loạn bán đàn gia súc vì đợt hạn hán lớn tồi tệ nhất trong vòng 1.200 năm khiến cho việc duy trì hoạt động trở nên quá là đắt đỏ. Jim Ferguson là chủ trang trại chia sẻ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bán bò cho đến khi trời mưa thịt bò sẽ rẻ một thời gian ngắn và sau đó sẽ rất mắc và không có để mà mua luôn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.